Rồi, hello anh em ha, buổi tối ấm áp. Hôm nay sắp cuối tuần 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn sẽ review cho anh em con dáng jean. Theo như lời hứa, ngày hôm nay sẽ review cho những anh em ở xa ha, những anh em mà những ông anh ở xa thì đang ngóng chờ con dáng jean này. Thì hôm nay shop sẽ review chi tiết cho những anh em ở xa ha. Cái con xe này thì được dọn shop dọn sạch sẽ rồi. Đó. Bây giờ đi một vòng cho anh em xem trước. Thì sẽ shop sẽ đi vào chi tiết cho những anh em ở xa ha. Đây là những ông chú thì đang đợi để xem con xe này. Nói chung con xe này thì nói chung là giá cũng sinh viên thôi anh em. Đó, được dọn sạch sẽ liền lạc, anh em về chỉ có chơi thôi. Đó, theo nhu cầu của những anh em thì hôm nay shop sẽ lên một con xe SS50, đúng đời SS50 luôn nha. Nhưng mà xe này đặc biệt con cái là hồ sơ gốc cầm tay. Đó, xe này là biển số 93, đây hồ sơ gốc cầm tay cho anh em. Thì cái này shop sẽ quay sau cho anh em ha. Thì bây giờ chi tiết vào ngoài để shop quay cho anh em. Thì đầu tiên thì giống như thường lệ thì shop đi từ bình xăng đi xuống. Nói chung là shop chi tiết cho những anh em ở xa, tại vì thường là ship những anh em ở xa, có cọc và có ship xa những anh em ở xa ha. Đây, bình xăng lớn zin, nói chung là được nha anh em. Bình xăng lớn có bớt nhẹ, có cái cứng nhẹ chỗ này, cứng nhẹ chỗ này. Đó, nhưng mà shop đã xử lý rồi, xử lý sơ cho anh em rồi ha. Má xi cao su là hàng mới anh em ha. Cái này, chim này là chim bằng đồng nha. Đó, chim bằng đồng. Đó, này là ngày xưa của ngày xưa. Còn cái chim bằng đồng bây giờ thì anh em đã biết rồi ha. Thì chút shop sẽ review lại cái chim bằng đồng cho anh em. Thì nếu mà anh em muốn lấy cái hàng nét thì giờ shop sẽ gắn hàng nét lên cho anh em. Rồi, đây là yên. Yên hàng mới nha anh em. Yên này yên đế sắt nha, hàng mới nha. Yên hàng này lúc trước là 200 ngàn một cái. Nhưng mà hôm nay là tại vì do cái đồ sắt nó lên đồ, nói chung là cái do dịch này nó lên giá, thì cái yên đế sắt này là 220 một cái anh em ha. Đó, 3g 7 chuột. Đó, này là những cái đồ shop vô nha. Đó, 3g 7 chuột là 320 cái. Đó, được shop vô đầy đủ cho anh em. Về hàng mới ha, về hàng giả zin 11. Đó, vô hàng mới hết. 4 tay xi nhan Atimon bóng đẹp. Đó, đèn cốc lái sau là hàng mới cho anh em luôn. Từng câm đùm niền nè anh em nhìn nè, câm đùm niền là hàng mới nha, vô hàng mới cho anh em hết rồi. Nói chung là xe này được cái là dọn sạch sẽ liền lạc cho những anh em về là chỉ có đi thôi, đổ xăng là đi thôi chứ không làm gì hết. Đó, chứ không có mua xe về mà để sửa hay là làm bất cứ gì. Cái nào ví dụ như shop vô đầy đủ hết cho anh em thích cái món nào, không thích món nào thì báo shop, hoặc là anh em thêm tiền muốn vô cái món gì đó thì cứ báo shop. Còn ngoài ra là từ mua xe của shop về là chỉ có đi thôi, không cần phải sửa chữa gì hết, tại vì những cái món lỗi hay gì là shop làm sẵn hết rồi. Đó, vậy đi vô đùm ha. Đó, đùm câm niền là shop làm mới rồi cho anh em nha. Câm niền là hàng mới nha. Đó, câm niền là hàng mới nha, được vô sạch sẽ anh em nhìn bô nè, từng dàn chân, gắt chân, che gắt chân. Đó anh em thấy gắt chân nè. Che gắt chân này là 90 ngàn một cặp ha, shop có review cho anh em rồi. Gắn nói chung là mấy cái xe gắn zin á, mình gắn vô nhìn nó sáng xe lắm anh em. Nói chung là inox dày nha. Inox 304. Cái này là inox 304 ha. Cái này dày lắm. Rồi. Thì từng bất cứ cái xe nào của 67 nào, từ của shop Biga, từ 67 CD, CL thì shop đều nhìn anh em nhìn cái sườn nè. Đó là đều nước sơn đẹp hết nha. Đó, nước sơn đẹp hết nha. Đó anh em nhìn nè. Đầy đủ ngon lành cành đào hết. Chỉ dám hứa với anh em về là chỉ đổ xăng đi, không nhưng mà chỉnh sửa những cái gì theo ý của anh em thôi. Còn ngoài ra là đầy đủ chức năng hết cho anh em. Về đủ xăng là đi, từ dàn điện, máy móc tới vào ngoài. À, rồi, anh em đi nhìn tới cái sườn ha. À, sườn là cực kỳ đẹp nha anh em. Sườn là cực kỳ đẹp nha. À, máy là máy 70. Máy là máy 70 anh em ha. À, nói chung anh em nhìn nè con xe. Với cái giá mà sinh viên 18 triệu 500 này, giờ thì mình cứ đổ xăng mình đi thôi. Lấy xe của shop giờ là chỉ có đổ xăng đi thôi. Rồi, lên dàn đầu. Dàn đầu thì shop vô được cây 67 hàng 11 ha. Đó, mới tên, cùm công tắc pha đèn, về trước về sau hàng mới nè, đùm trước niền câm. Đó anh em thấy nè, bởi vì shop đó là bởi vì shop tự tin, lúc nào cũng tự tin bán, nói với anh em là về mua xe của shop về thì có đi thôi chứ không phải về không phải sửa không làm gì hết. Đó, giá cực kỳ xinh biết, vô phụ trước mới hàng CD cho anh em luôn nha, cho cái xe nó cứng hơn tí xíu. Đó, bây giờ sẽ đi qua bên đây test dàn điện cho anh em xem.
Nói chung là con xe này được cái là sạch sẽ. Đó, giờ quay chi tiết cho anh em ha, từ cái phần máy. Xe này là máy 70 nha anh em. Ở ngoài 49 nhưng mà ở trong là 70. Xe đi là bao nhẹ luôn, bao với anh em nhẹ. Số khung số máy là chuẩn chỉ. Đó anh em nhìn. Số sườn này ha. Đó. Nói chung là xe bên shop lúc nào cũng vậy, phải rõ ràng từ số khung, số máy, cà vẹt cái biển số. Không có sợ gì mà phải che hay là gì hết. Đây số máy đây. Đó. Bên shop là không có xài số đục nha, không có xài số đục. Đó, giấy tờ zin rõ ràng. Đó, không có sợ gì mà phải che biển số hay là gì. Đây. 90 đây. 93 à, 94 ha. Đó. Rõ ràng, quay rõ ràng chi tiết cho những anh em ở xa. Rồi bây giờ là phần test máy ha. Bây giờ sẽ test máy cho những anh em ở xa xem. Đây là những anh em về là chỉ có nói chung là chỉ đổ xăng mà đi thôi. Thì nói chung là về từ, nói chung là những anh em mua xe của shop là biết rồi. Nói chung là cố gắng hết mình để cho anh em về chứ là đi thôi. Đó, từ ngoài Hà Nội, Bắc Giang, miền Tây, hết tỉnh miền Tây là shop ship hết luôn rồi. Đó, giờ shop xe hiện. Máy cực kỳ dễ thương luôn, máy 70 nha anh em, thì thầm luôn, đó anh em nghe nè. Đó, bây giờ sắp sẽ bịch cái bô rồi nha, bịch cái bô là cho anh em nghe tiếng máy. Đó, không giọng không hú nha, xe này là không giọng không hú nha, bộ nồi mới BG, chớp vừa mới bỏ vô luôn. Đó, mới bỏ vô bộ nồi BG luôn. Thì mình sẽ test luôn dàn điện cho anh em ha, test rõ ràng cho những anh em ở xa luôn. Đó, những anh em ở xa xi nhan trái phải đầy đủ ha, thì shop lúc nào cũng vậy, bất cứ xe nào cũng vậy, từ xe cọp, xe thường, xe nói chung là xe trung bình, xe sinh viên là dàn điện là phải đầy đủ, máy móc là phải nghiêm chỉnh. Đó. Đầy đủ không có thiếu gì hết anh em ha. Đó. Xe này cực kỳ sinh viên luôn, 18.500. Rồi bây giờ đi với cái phần giấy tờ. Xe này được một cái này nha, xe này được cái là hồ sơ tự quản. Đó. Đây nè, có những anh em mà chơi mà xe mà xe cổ, nói chung là mình có bộ hồ sơ này mình nhập thì nhập, mà không nhập thì cũng để đó cũng được. Tại chơi nhìn nó nhìn cái bộ giấy nó tính ra mấy chục năm. Đó anh em nhìn nè, đầy đủ ha. Đây là hồ sơ tự quản nha anh em. Đó, anh em muốn về nhập thì anh em về nhập. Đây, đó nhìn cái giấy nè. Đó, thấy chưa, có giá trị rồi là sưu tầm hay là để mình nghiên cứu hay là mình để mình chân chơi cũng được. Nói chung là xe này được cái đầy đủ anh em thấy không, giấy mấy chục năm rồi. Đó, từ năm 98 này, là năm 98 này. Cái này là biển đổi biển rồi, này là biển 4 số phản quang rồi, biển 4 số phản quang rồi anh em ha. Đó, cái này năm 1997. Đó, chơi cái này có giá trị sưu tầm nha anh em, giá thì cũng cực kỳ sinh viên. Đó, số khung số máy anh em nhìn nè, số khung số máy là chuẩn chỉ anh em ha, số cực kỳ rõ ràng luôn. Đó, cái này là hồ sơ tự quản. Còn mấy xe kia thì mình về thì bây giờ ngày xưa á, còn bây giờ nè, tem nè anh em thấy không, tem nữa nè, có giá trị như sưu tầm luôn anh em thấy không. Anh em nhìn cái tem nè, thấy đã không, có giá trị sưu tầm nha. Đó, đây là năm bao nhiêu, đây là 1976 nè. Đó, anh em thấy rõ ràng không. Nói chung là cái xe này được cái là hồ sơ gốc tự quản. Những anh em mà chơi mà giờ mình về nó thiệt khỏi phải nhập luôn, giờ mình để vậy thôi, giờ mình để vậy mình chân thôi. Đó, hồ sơ gốc, hồ sơ tự quản. Rồi giá cực kỳ, giá của em là cực kỳ sinh viên luôn anh em ha, 18.500. Đó, biển số 94 Bạc Liêu. Đó, anh em nào cần thì cứ liên hệ với shop ha, số liên hệ của shop là 0908 00 0708 ha. Anh em nào mà điện thấy hay máy bận
hoặc là phá máy hay gì đó, anh em có điện thoại qua số 0909000708 ha. Hai số đó đều có Zalo, nhưng mà tại vì Zalo của shop là đầy bạn hết rồi, nên anh em chỉ cần vô nhắn tin Zalo của shop, cần chi tiết từ những món đồ, từ món phụ tùng hay là xe cộ, chi tiết hình chi tiết shop sẽ gửi qua cho anh em. Còn những xe cộ hay là phụ tùng, shop ship toàn quốc hết cho anh em. Xe thì có nhận cọc là ship toàn quốc, anh em khỏi phải lo hết, từ Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, shop ship được hết, nên anh em yên tâm ha. Rồi giá của em nói là 18.500.000. Rồi bây giờ sẽ đi vô cái ông anh, có cái ông anh, ông ở Nha Trang, ông không biết xài Zalo, ông kêu review cái cùm CD, còn ông anh thì kêu review cùm MD, thì sẵn đây shop sẽ review cho anh em luôn. Nhưng mà bên shop ở đây đủ hết, không có thiếu cái gì hết, anh em cần gì thì shop sẽ review cho anh em. Cái cùm MD mình làm đâu, cùm MD không biết, giờ không biết để đâu nữa, giờ sẽ review cái cùm CD cho ông anh ngoài Nha Trang đi. Đó. Bây giờ sẽ review cho ông anh cùm CD ngoài Nha Trang ha. Đây. Giá cực kỳ sinh viên, cực kỳ dễ thương luôn. 160.000 bộ. Còn của thằng 67 là 108. Đó, đây là cùm của thằng CD nha anh em. Anh em để ý nè, cùm của thằng CD. Thì cái cùm nó nhỏ ha. Cái tay thì nó ngắn, còn cùm của thằng 67 thì nó dài. Đó. Cùm của thằng 67 là 108 một bộ ha. Còn cùm của CD thì 160 một bộ. Đó, ship có toàn quốc, nhận hàng thanh toán, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán anh em ha. Phí ship là bên mua chịu, bên shop là lưu ý nha. Dù mua hàng nào cũng vậy, là shop không có bao ship, nhận hàng thanh toán, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán ha. Chứ shop không có bao ship, anh em lưu ý. Ship toàn quốc cho anh em. Đó. Bộ 67 là 180 bộ, còn bộ của thằng CD là 160 bộ. Đây là theo nhu cầu của ông anh Nha Trang, theo nhu cầu của ông anh Nha Trang ha, review cho ông anh. Còn một ông anh nữa cùm mời đây, nhưng mà giờ không biết để đâu, lu bu sáng giờ mắc mấy đi gửi đồ cho khách rồi gửi xe, nên để ngày mai đi, ngày mai sắp sẽ quay con xe kia rồi sắp sẽ review cho anh em, cho ông anh đó, ông anh nó gán đại ha. Ở ngoài ra những anh em mà ở xa cần sắp review những món gì, những món phụ tùng gì thì sắp sẽ review cho anh em, anh em cứ cần bình luận ở dưới cần những món gì đó thì sắp ngày qua ngày mai sắp sẽ review cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em ở xa luôn tin tưởng và ủng hộ shop ha, từ xe cộ phụ tùng tới dọn xe cho khách. Thì trong mùa dịch này anh em hạn chế đi tới lui, đi lại ha, chỉ cần nhắn cho shop địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận thì shop sẽ gửi tới nhà cho anh em, đi nhận hàng thanh toán thôi, anh em yên tâm ha. Đó. Rồi, quay lại với chiếc xe của shop. Đây, 18.500.000, hồ sơ gốc cầm tay. Đó, như là hồ sơ tự quản ha. Nói chung là cái bộ hồ sơ nhìn đã lắm. Có những anh em mà có giá trị mà có muốn sưu tầm thì lấy con xe này về ngon. Đó, xe được dọn ken xà beng này anh em nhìn nè, ken xà beng nha. Từ nước sơn. Đó. 18.500.000, có cặp có chiếc size cho anh em. Rồi, thôi bye bye anh em ha. Buổi tối ấm áp, chúc anh em luôn vui vẻ ha. Bye bye anh em. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em. Đó đó, anh em thấy cái chữ đăng ký không? Đó, bấm vô xong rồi tiện tay thấy cái chuông á, chọt vô luôn. Là thấy những video shop đăng liền à. Những cái video mà shop đăng là anh em thấy liền à. Rồi, thank you anh em đã đăng ký ha. Chúc anh em luôn luôn ấm áp. Bye bye anh em.